Hello everyone, nice to see you Cô chào tụi con ha. Trước khi học bài mới thì cô sẽ sửa lại bài tập về nhà, homework. Homework. Giọng cô con nghe nhỏ xíu à. Trước khi học bài mới thì cô sẽ ôn lại, cô sẽ sửa homework là bài tập về nhà cho tụi con. Thì bài tập về nhà hôm trước tụi con về nhà tụi con sẽ điền tiếp vào những chỗ còn trống ở đây để giới thiệu về về bạn Mai, bạn Tom, bạn Linda và bạn Akiko. Thì về phần bài tập về nhà thì cô có xem qua bài tập về nhà của tụi con thì hầu hết tụi con làm bài đúng và trong đó thì bài của bạn My là bài làm mà cô đánh giá là đầy đủ và rõ ràng nhất ha. Thì ở đây My làm rất là đầy đủ. Cô ví dụ Cô tiếng cô nhỏ xíu luôn á cô, bên em không nghe gì hết trơn á cô. Em cũng vậy đó cô. mấy đứa mở loa lớn lên, mấy đứa mở loa lớn lên chưa? Bây giờ cô nói em không còn nghe nữa rồi cô ơi. Cô ơi, cái giọng cô không không có lên tiếng, nhưng mà cái giọng của mấy bạn có lên tiếng cô. Rồi giờ Mở nghe lo hết mất rồi cô ơi. giờ đang nghe rõ hơn chưa tụi con? Dạ rõ hơn một xíu rồi. Em học mấy cô khác nói to hơn luôn á cô. Rồi ở bài làm bài tập về nhà của bạn My thì cô có nhận xét là bài tập về nhà này bạn làm đầy đủ rõ ràng, cụ thể như ở bạn của bạn Tom khi giới thiệu về bạn Tom: My name is Tom, I am from America. Hoặc bạn còn ghi chú ra là có thể sử dụng the USA để mà thay thế cho America. Hoặc là đối với bạn Linda thì bạn Linda đến từ England, thì bạn My cũng ghi chú ra là có thể sử dụng the UK để thay thế cho England. Và ở đây khi nói về quốc tịch thì sử dụng American, I am American. Còn quốc tịch Anh sẽ là I am English. Quốc tịch Nhật Bản sẽ là I am Japanese. Còn đây là bài làm của một bạn khác trong lớp, là bài làm của Thịnh. Thì bài làm của Thịnh con sẽ chú ý cho cô ở một số chỗ. Đó là con viết sai, có một số chỗ con viết sai chính tả, và một số chỗ thì con viết viết sai luôn ha. Cô ví dụ: My name is Tom, I am from America. Thì khi mà bạn đến từ quốc gia nào thì tụi con sẽ sử dụng là Cô ơi, Thôi My, con nói My. màn hình của con nó bị đen cô ơi, không thấy gì hết trơn á. Màn hình của bạn nào gặp vấn đề gì thì nhớ nói cho cô biết nha. Rồi con thấy chưa My? Nó cũng vậy à cô ơi.
À, Dung, con thấy màn hình không Dung? Dạ em thấy rất rõ luôn cô ơi. My, con thấy giùm My. Vậy My. chưa? Cô kêu bạn bạn My mở mở cam lên hứa cô. À đâu con mở cam lên, à, con mở webcam lên thử cái My. My. Cũng không thấy đâu luôn cô ơi. Vậy con thoát Con ra. thử kia cũng thoát ra vô lại cô. Đúng rồi, con thoát ra đi, con ra lớp xong rồi con vô lại. Dạ. À, cả lớp đợi bạn chút thôi. Bạn Rồi, mi vô là cô ơi. ở đây Thịnh, con chú ý cho cô ha. America là tên của quốc gia, là từ dùng để chỉ tên của quốc gia. À, còn khi con muốn nói ai đó có quốc tịch là gì, hoặc là nói một cái ngôn ngữ nào đó, hoặc là người của nước nào, ví dụ như là người của người Mỹ, người Việt Nam, người Nhật, thì con sẽ sử dụng là, cụ thể ở đây là người Mỹ thì con sẽ sử dụng là American. Còn America là tên của quốc gia. Con chỉ có thể sử dụng America khi con nói về đất nước. I am from America. Tôi đến từ đất nước Mỹ. Nhưng mà tôi là người Mỹ. Tôi có quốc tịch Mỹ. Và tôi nói tiếng Mỹ thì con phải sử dụng là American. Chỗ này con được chưa Thịnh? Dạ cô. Rồi, và bài làm của con thì có sai chính tả. À, con để ý English. English là quốc tịch Anh thì sẽ S. H không phải là chữ K ha, con phải sửa lại là chữ chữ H. Hay là Japanese là quốc tịch Nhật Bản, thì thay vì con ghi chữ R ở đây thì con phải ghi chữ chữ S, Japanese. Rồi con thấy không? English, English, S H tận cùng là SH, Japanese tận cùng là SE. Rồi còn bài làm của các bạn khác thì tụi con làm bài tốt mà. Ở phần này cô cũng có nói là về nhà tụi con sẽ practice, sẽ thực hành đoạn hội thoại hỏi và đáp về những cái bức tranh này, picture A, picture B, picture C and picture D. Vậy thì bây giờ cô sẽ chia cặp và tụi con sẽ thực hành. And Dung.
Thịnh ask, Dung answer. Yes. Yeah, con. Thịnh ask. Thì con chúc cô. Ủa cô nói gì vậy cô? Thịnh ask, Dung answer. Dạ. Con có nhìn lên đây được không cô? Em nhìn xuống cái tập của em á cô. Tụi con nhìn lên bức tranh ha. Tụi con nhìn lên bức tranh. Mà em y kim. Rồi thịnh ask con sẽ là người hỏi. Con sẽ hỏi anh bạn này đến từ đâu? Anh bạn này có quốc tịch là gì? Ở picture A. Where is he from? He's from Malaysia. Where is he from? He from America. Stop. Tụi con sẽ hỏi về quốc gia và hỏi về quốc tịch. Rồi Thịnh sẽ hỏi về quốc tịch của Hakim. Hỏi về quốc tịch thì con có câu hỏi gì? Con là I am. Hỏi, ask, câu hỏi quốc tịch. Rồi Dung con ask, Dung ask about I have A, B, C, D, con ask cái nào cơ? A, picture A. What's new from... Quốc tịch con hỏi sao đây Dung? What is his nation? Nationality. Nationality. Good. Thịnh answer. Go. Bạn hỏi con là what is his nationality? He is Vietnam. Hakim. In Malaysia. He is a Malaysian. Malaysian. Not Malaysia. Malaysian. Dung continue. Con tiếp tục hỏi về quốc gia. Con tiếp tục hỏi về quốc gia và quốc tịch nha Dung. Hỏi cho cô về quốc gia và quốc tịch. What's he from? Con hỏi anh bạn này đến từ đâu? Con hỏi sao? Dung. Where is he from? Where is he from? Hoặc là where is Tom from? Tom. He is from America. He is from America. Great. Jung asked. What's he is nation? Nationality. What is his nationality? Jung repeat.
Dung repeat. What is his nationality? He is American. He is America. He American. American. American, right. Picture C. Dung. Yeah. What? Where? Where is he from? Good. He is from Australia. He is from Australia. Can repeat Australia. Australia. Great. Yung asked, What is his nationality? He is Australian. Rồi Thịnh, con chưa thuộc bài lắm ha. Thịnh repeat. He is from Australia. He from Australia. He is Australian. He is Australia. Picture D. Picture D. Dung. Where is she from? She is from England. She is from England. Thịnh repeat. England. 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 Jung asked about nationality. What is her nationality? Good. Can answer. She or he? She or he? Con dùng she hay là he? She. She, right. She is. She is England. Bạn hỏi con là Where is she from? Vậy con sẽ trả lời như thế nào? Where is she from? She is English. She is from England. Khi nói về đất nước, she is from England. Con sử dụng England. Còn khi bạn hỏi con về nationality là quốc tịch
thì con sẽ sử dụng là English. She is English. Lộc and me. Lộc ask, me answer. What is he from? He is from Malaysia. What is he nationality? What is his nationality? Lộc repeat. What is his nationality? Okay. Me answer. Malaysian. He is Malaysian. He is Malaysian. What is he from? Wrong. Where is he from? Lộc repeat. Where is he from? Where is he from? He is from America. Good. Cái gì quên rồi? Where is he? Ask about nationality. Giờ con sẽ hỏi về quốc tịch. Câu hỏi về quốc tịch sẽ là như thế nào? Hỏi về quốc tịch là where? What? What is his nationality? Me answer. I am American. He is American. He is American. Me ask. And Lộc answer. Picture C and picture D. Me ask, Lộc answer. Where is he from? He from... What? Bạn hỏi con là where is he from? He from Australia. From Australia. Australia. Me at what nationality? Repeat. What his nationality? Chưa đúng. Hỏi về quốc tịch, con sẽ hỏi như thế nào đây Mi? What is quốc tịch của anh ấy là gì? What is
his nationality? What is his nationality? He Asian, what? Australian. Right. He is Australian. He is Australian. Teacher Day. May ask where is she from? She from England. What is her nationality? Good. And she English. She is English. Good. Lamb. Học bữa giờ mới có một cái group. Lamb. I ask and you answer. Where is Hakim from? Picture A. Where is Hakim from? From Hakim. Malaysia. He is from Malaysia. He is from Malaysia. Con trả lời là he is from Malaysia. Cậu ấy thì đến từ Malaysia. He is from Malaysia. He is from Malaysia. He is from Malaysia. He is from Malaysia. What is his nationality? Cô đang hỏi về cậu bạn này nè, cậu bạn Hakim á, cô đang hỏi về cậu bạn này thì con phải sử dụng đại từ nhân xưng là he, là anh ấy, là cậu ấy. Khi cô hỏi you thì con mới sử dụng đại từ nhân xưng là ai, là tôi. Như thế này là cô đang hỏi là cậu ấy đến từ, cậu ấy có quốc tịch là gì? What's his nationality? Cô coi nhà con hơi ồn một chút, có trả lời được cô. Rồi thì con chú ý cách của các bạn nãy giờ thực hành ha. Rồi về nhà thực hành lại cho cô ha. Dung and me practice là cho cô cái câu hỏi thoại nha. Yeah. Picture B, picture C and picture D. Ủa cô, A là người hỏi, ai người trả lời? Bây giờ cho em là người trả lời được không cô? Picture A and picture B, Dung ask, me answer. Picture C and picture D, me ask, Dung answer. Yeah. What he is from? Wrong. What is he from? What is he from? It is not correct. What or where? Yung. What or where? What are where? Where is
he's from? What is he from? He from. Where is he from? He from Malaysia. Con sử dụng where is he from? Where is he from? He is from America. Picture A. Malaysia. He from Malaysia. What he is from? What is his nationality? What is his nationality? He is Malaysian. Cô tự nhiên đâu ra con nghe si luôn rồi cô. He is Malaysian. Picture B. Where is he from? He is from America. What is his nationality? He is American. Good. Picture C and picture D. Me ask and you answer. Where is he from? Dung answer. He is from Australia. What his nationality? He is Australian. Picture D. Where is she from? She from England. She's from England. She from England. Right. Ủa cô cũng có một bạn hỏi là cô ơi. Phước Hạnh vô rồi. Mẹ ơi. What's her nationality? She is English. She is English. English. Right. Giờ cô có câu hỏi cho tụi con ha. Bây giờ tụi con muốn nói một cậu bạn người Malaysia, một cậu bạn người Mỹ, hay là một cô bạn người, hay là một cô bạn, một cô gái người Anh, thì tụi con sẽ nói như thế nào? Ví dụ như tụi con nói là cậu ấy là một cậu con trai người Malaysia, hay là cô bạn ấy là một cô gái người Anh, thì tụi con sẽ nói như thế nào? Rồi bạn nào biết raise your hand, put up your hand, raise your hand. Dung. She is England.
À, nhờ con nói cho cô câu, cô ấy là một cô gái người Anh, thì con sẽ nói như thế nào? Cô ấy là một cô gái người Anh. Cô gái con có danh từ là girl. Rồi, cô ấy là một cô gái, vậy cô ấy là một cô gái người Anh, thì con sẽ English. She's English girl. She English girl. She is English girl. Rồi, tụi con sử dụng English để chỉ người của một nước nào đó, hoặc là quốc tịch và ngôn ngữ của một nước nào đó, thì tụi con sử dụng English. Cô ấy là một cô gái người Anh. She is một cô gái, thì tụi con sẽ có mạo từ là an. She is an English girl. Vậy bạn nào nói cho cô biết, cô muốn nói là cậu ấy là một cậu con trai người Mỹ, thì sẽ nói như thế nào? Bạn nào biết, raise your hand. Cô đọc lại cô. Cậu ấy là một cậu con trai người Mỹ. À, Dung. Con có cậu con trai là boy. He is boy. He is ở and in America. He is an American boy. American boy. America chỉ sử dụng để dành cho nói về quốc gia. Đến từ nước Mỹ thì con sử dụng America. Nhưng mà người Mỹ thì con sử dụng là American. He is an American boy. Cô hình như nãy cái giọng của cô bị tụt giọng luôn á cô. Tự nhiên nãy cô nói to rồi nói nhỏ lại luôn. Ở đây tụi con thấy cô sử dụng an. Mang nghĩa là một, đúng không? Cô ấy là một cô gái người Anh. Rồi anh ấy là một cậu con trai người. Cậu ấy là một cậu con trai người Mỹ. Thì chữ an này mang nghĩa là một. Tụi con có thể sử dụng hoặc là an. Nhưng khi tụi con thấy cái chữ cái đầu của một từ bắt đầu bằng các âm, bắt đầu bằng các nguyên âm. Ở đây là y nè, a nè, đây là những nguyên âm. Hoặc là tụi con có a nè, I nè, you nè, o nè, y. Đây là những nguyên âm. Khi tụi con thấy chữ cái đầu của một từ bắt đầu bằng một nguyên âm, mà nguyên âm ở đây gồm có là a, i, u, o, y, thì tụi con sẽ sử dụng an. Còn các trường hợp còn lại thì tụi con sẽ sử dụng là cô ví dụ. Nhờ bạn nào sẽ lấy cho cô một ví dụ, đó là anh ấy là một cậu con trai người Malaysia, thì sẽ nói như thế nào đây? Lộc. Hey. Malaysia. Malaysia.
or Malaysian? An. Malaysian, right. Malaysian. Oi. Boy. Trai ngồi, ngồi Malaysia. He is Malaysian boy. Boy. Một thì con sẽ có mạo từ là con sử dụng sử dụng an ở đây. An. Hai ở. Con sử dụng hay an? Vậy con giải thích cho cô tại sao không sử dụng an. Tại vì thì con cũng có học tiếng Anh rồi nhưng mà con thấy nhiều hơn con chọn luôn. Con thấy ở đây chữ Malaysian bắt đầu bằng chữ M, chữ em, thì chữ em này có phải là nguyên âm hay không? Có thuộc một trong năm nguyên âm này hay không? Đây là năm nguyên âm. Chữ em này không thuộc một trong năm nguyên âm này, cho nên con sẽ sử dụng ờ. Còn nếu như bắt đầu bằng một trong năm nguyên âm ở đây thì con sẽ sử dụng in. Ở đây con thấy là American bắt đầu bằng bằng âm A. Âm A là một nguyên âm, cho nên con sử dụng in. Ở đây cũng vậy, English bắt đầu bằng âm Y, thì âm Y cũng là một nguyên âm, cho nên ở đây con sử dụng in. Còn Malaysian bắt đầu bằng bạn âm em, không thuộc một trong năm chữ này, cho nên con sử dụng là ờ. Tụi con hiểu nắm được phần này chưa Lộc? Được rồi, con tưởng con dùng chữ hình cái con học điểm dở nha. Con sẽ lấy cho cô một ví dụ, đó là cậu ấy là một cậu con trai người Úc. Australia boy. Con dùng gì? Con dùng Australia gì? Dùng Australia gì? Australian. Australian, right. Boy. Ở đây con dùng hay dùng an? An. An. Con giải thích cho cô tại sao con sử dụng an. Tại nó có âm A. Right, có âm A. Australian bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm ở đây là âm A. Và tụi con nhớ cho cô có 5 nguyên âm mà tụi con cần phải học. Đó là nguyên âm A, nguyên âm I, U, O, E. Rồi khi tụi con thấy một từ bắt đầu bằng một trong năm nguyên âm này, ví dụ như Australian, thì tụi con sẽ sử dụng mạo từ an, mang nghĩa là một. Còn những trường hợp còn lại tụi con sử dụng ờ. Vậy phần này sau này khi mà nói về một vật hoặc là một người nào đó thì tụi con lưu ý cho cô là tụi con sử dụng đúng hoặc là in. Ví dụ như tụi con nói là tụi con có một cục gum thì tụi con dùng hay dùng in. Hay là có một cái gì là pen là pencil thì tụi con sẽ dùng hay là in. Có một cục tẩy là eraser thì tụi con dùng hay dùng in. Thì lưu ý cho cô, khi mà cái từ đó bắt đầu bằng một trong những cái nguyên âm này thì tụi con sẽ sử dụng
Giờ tụi con sẽ nghe nè. Giờ tụi con sẽ nghe tích vào. Cô bằng phước hạnh như bạc phước. Nãy cô bằng phước hạnh mới bị vừa phát ra nữa là cô. Rồi cô có cho bạn vô lớp nè. Listen and tick. Giờ tụi con sẽ nghe và chọn xem bức tranh nào xuất hiện trong đoạn hội thoại. Page 13. Activity 3. Listen and tick. 1. Hi, I'm Tony. Hello, Tony. I'm Hakeem. Nice to meet you, Hakeem. Where are you from? I'm from Malaysia. 2. Page 13. Activity 3. Listen and tick. Listen again. 1. Hi. Listen again. I'm Tony. Hello, Tony. I'm Hakeem. Nice to meet you, Hakeem. Where are you from? I'm from Malaysia. Rồi bạn nào nghe được Hakeem đến từ quốc gia nào? Ủa cô sao em bị thoát ra nữa cô ơi? Rồi, Lam. Dạ cô. Rồi, con nghe được Hakeem đến từ quốc gia nào? A, B, or C? Malaysia. Malaysia, right. C. Hi, my name's Quinn. Hello, Quinn. I'm Tom. Nice to meet you. Where are you from, Tom? I'm from America. 3. Rồi, 2. Number 2. Được con nghe được. Quốc gia nào? Cô ơi. Sách con khác rồi, con đi vô đâu cô? À, Thịnh, con tập trung nghe bài ha. Tập trung nhìn lên bảng xong rồi nghe bài. Con lập. Mi. B. Repeat. America, right. Hi, my name's Akiko. Hello, Akiko. I'm Linda. Nice to meet you. Where are you from, Linda? I'm from England. Where is Linda from? Lam. Yes, go. Where is Linda from? Cô có thể mở cho con nghe lại được không cô? Bạn nhà con có khách, con không biết nghe cho rõ lắm. Listen again. My name's Akiko. Hello, Akiko. I'm Linda. Nice to meet you. Where are you from, Linda? I'm from England. Cô là C. Repeat. England, right. England. Rồi giờ tụi con sẽ lặp lại tên của những quốc gia này ha. Repeat. Lọc, repeat. Dạ cô. Repeat. England. Australia. Australia. Australia.
Thái Lan, Malaysia. 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 England. America. Australia. Japan. Japan. England. England. Right. England. À, như tụi con có thể thấy ở trên hình thì đây là cái lá cờ hay gọi là cái lá quốc kỳ của nước Anh, the flag of England. Thì tụi con có lá quốc kỳ hay là lá cờ là flag, the flag of England, là lá quốc kỳ của nước Anh. Thì tương tự, tụi con có lá quốc kỳ của nước Úc là Australia, the flag of Australia. Còn của nước Malaysia thì tụi con cũng sử dụng cách nói tương tự, the flag of Malaysia. Flag ở đây là lá cờ hay là quốc kỳ của một quốc gia. Rồi, vậy cô nhờ một bạn nhắc lại nha. Dung. What is it? The flag of England. What it is? What it is? Dung, what is this? Cô nói em muốn phải đi. Cái này là cái gì đây Dung? What is this? The flag. The flag of Australia. What is this? The flag of Malaysia. Right. The flag of Malaysia. Ở đây tụi con có thể thấy đây là những biểu tượng của những quốc gia ha. Đây là biểu tượng của nước Anh là tháp đồng hồ ở Big Ben, hay là biểu tượng của nước Mỹ là The Statue of Liberty, là tượng nữ thần tự tự do, hay là đây là biểu tượng của nước Úc là Opera House, là nhà hát con sò. Và ở đây tụi con thấy đây là một cô gái người Việt Nam, đây là một cô gái người Nhật, và đây là một cô gái người Anh. Thì nãy cô có chỉ cho tụi con cách nói cô ấy là một cô gái người Việt Nam, cô ấy là một cô gái người Nhật, hay cô ấy là một cô gái người Anh. Vậy thì bạn nào có thể nhắc lại cho cô, bạn nào có thể giới thiệu lại cho cô những cô gái này là những cô gái đến từ nước nào? Rồi My, con giới thiệu lại cho cô. Ở picture A là cô gái đến từ nước, là cô gái của nước nào? Picture B, picture C. Nói A trước hả cô? Right.
cô ấy là một cô gái người Việt Nam. Con nói dạ. Cô ấy là một cô gái người Việt Nam. She. Mấy chữ kia con không nhớ. Còn mấy chữ kia con nhớ mà chữ đó con không nhớ đó cô. Rồi she con sẽ đi chung với gì? Is hay là are? She is. E. Rồi một cô gái người Việt Nam. She is. She is Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam hay là Vietnamese? Cô ấy là một cô gái người Việt Nam. Vietnamese. Right. Vietnamese. Girl. She is Vietnamese girl. Cô ấy là một cô gái người Việt Nam. Vậy một ở đây con sẽ sử dụng là a hay là an? Me. Right. Bởi vì tụi con thấy ở đây Vietnamese bắt đầu bằng âm V, không thuộc một trong trong năm nguyên âm mà hồi nãy cô đã chỉ, cho nên tụi con sử dụng She is a Vietnamese girl. Rồi con tiếp tục cho cô a picture B. Cô ấy là một cô gái người Nhật Bản. She is Japanese girl. She is Japan or Japanese. Japan or Japanese. Girl. She is Japan girl or she is Japanese girl. Me. Ở đây con sử dụng Japan hay là Japanese? Japanese. Right. Japanese. Bởi vì khi nói về người dân, con người của một quốc gia nào đó, rồi ngôn ngữ của một quốc gia nào đó và quốc tịch thì tụi con sử dụng Japanese. Rồi cô ấy là một cô gái người Anh. Me continue. She is in English girl. She is English girl. Cô ấy là một cô gái người Anh. Vậy thì con sẽ sử dụng a hay sử dụng an? Mang nghĩa là một. An. Right. Bởi vì con thấy chữ English bắt đầu bằng một nguyên âm là âm y. Mà nguyên âm là những âm nào? Con nhắc lại cho cô My. Nguyên âm gồm có những âm nào? Âm y nè. Âm y con vừa mới ở trên đây con thấy là âm y. Âm y là một nguyên âm. Con sử dụng an. Còn âm nào nữa? A. A, right. O. A. O. M. E. E. A. O. E. A. O. Còn âm nào nữa My?
E-A-O. Rồi, còn âm nào nữa bạn nào nhớ nhắc lại cho cô ha. Raise your hand. Rồi, nguyên âm còn là âm nào nữa bạn nào nhớ nhắc lại cho cô ha. Lộc, con nhớ không Lộc? Dạ. Nguyên âm. Rồi, ngoài E, A, O thì còn âm nào? Vậy nhớ, vậy nhớ, nhớ. Vậy là ai? Ai, right. Âu. Âu. Wrong. Ô. Không có ô rồi đúng không? Ô. Đúng. Âm này là âm gì? Y có rồi. Diêu. 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 Diêu mày con nhớ lộn âu. Rồi tụi con nhớ cho cô có 5 nguyên âm là E, A, O, I, U. Thì một từ bắt đầu bằng một trong những nguyên âm này, tụi con sẽ sử dụng in. À, giờ dựa vào những cái lá cờ, những cái lá quốc kỳ ở đây là the flag là dựa vào những cái lá quốc kỳ, những cái lá cờ ở đây tụi con sẽ điền vào xem những bạn này đến từ những quốc gia nào. À, Thịnh, con làm bài Thịnh. Cô nói giận bị văn cô. À. Con nhìn vô bài. Cô. Em làm bài trên cái cuốn này được không cô? Em làm bài trên cuốn này được không? Được không? Con không sách, con không có có. Cái cuốn này được không? Được không cô? Cuốn này con ghi chú rồi, con lấy viết chì á, con làm bài là vô. Dung. Là cuốn này con tính có... em thì khác quá trời luôn cô ơi. Em nè con nhìn look the flag, look at the flag, nhìn vào cái lá cờ, nhìn look at the flag thì lá cờ này là của quốc gia nào? Cô là Australia. Right. Australia. Câu 2 luôn hả cô? Câu 2 không cô? Rồi, ở đây con chọn là Australia hay là Australian đây Thịnh? I'm from Australia hay Australian? Cô là Australia. Right, Australia. Picture two. Look at the flag. Malaysia. Right. Malaysia. Picture three. America. Repeat. America. America, right. Picture four. Japan. Repeat. Japan. Japan. Chopper.
I'm from Japan. Ở phần này tụi con sẽ nghe một bài hát để ôn lại những cái quốc gia và cách để gọi tên những cái quốc gia. Thì tụi con sẽ nghe ha. Page 13, Activity 5. Let's sing. Where are you from? Hi, I'm Mai from Vietnam. Hello, Mai. Nice to meet you. Hello, I'm Akiko from Japan. Hello, Akiko. Nice to meet you. Hi, I'm Hakim from Malaysia. Hello, Hakim. Nice to meet you. Hello, I'm Linda from England. Hello, Linda. Nice to meet you. Rồi, trong bài này thì tụi con sẽ về làm cho cô bài tập về nhà, read and complete. Đây là bài tập về nhà của tụi con ha. Cô ơi. Cô gửi lên nhóm cho con rồi cô. Chứ con không có sách cô đâu. Ơi. Bài tập về nhà thì cô sẽ gửi lên nhóm ha. Dạ. Tụi con lưu ý cho cô, đây là bài tập về nhà, read and complete. Thì bạn Akiko giới thiệu những người bạn, giới thiệu bạn ấy đến từ quốc gia nào và những người bạn của Akiko thì đến từ quốc gia nào. Thì những cái đất nước này tụi con đều đã học rồi ở Unit 2. Ở bài này thì tụi con sẽ về đọc lại cho cô, đọc lại bài. Và sau đó lần lượt tụi con sẽ điền vào cái nơi mà Tony đến và cái quốc tịch của Tony. Linda cũng vậy, Linda đến từ thành phố nào, đến từ quốc gia nào và có quốc tịch là gì. Tương tự là Tom thì tụi con sẽ về đọc bài đọc này và sau đó tìm ra cái thông tin để mà điền vào bảng này cho cô. Và cô nhắc ha, là khi làm bài tập nộp cho cô thì tụi con sẽ ghi lại cho cô cái đoạn hội thoại này vào tập. Sau đó tụi con sẽ kẻ cái khung này và đọc thông tin ở trên cái bài đọc này, sau đó điền vào đây. Cô nhắc lại ha, việc đầu tiên tụi con làm đó là tụi con sẽ ghi lại bài đọc này. Tụi con sẽ ghi lại toàn bộ cái bài đọc này vào tập. Sau đó tụi con kẻ cái khung này và bắt đầu đọc lại bài đọc và tìm cho cô là Tony đến từ quốc gia nào, đến từ thành phố nào, đến từ quốc gia nào và Tony có quốc tịch là gì. Sau đó tụi con sẽ hoàn thành cái bảng này cho cô ha. Nhờ cả lớp sẽ cô sẽ đi tiếp tục unit 3.
Rồi, vậy thì tụi con vừa học xong unit 2. Bài tiếp theo là What day is it today? Ở bài này thì tụi con sẽ học được cách để mà hỏi về về các cái thứ trong tuần. Và trong bài này thì cô cũng sẽ chỉ cho tụi con cái cách mà để hỏi về những cái môn học mà tụi con học vào những cái ngày và những cái thứ trong tuần, cũng như là những cái hỏi và trả lời về những cái hoạt động mà tụi con làm ở trong tuần. Thì đầu tiên tụi con cũng sẽ look, listen and repeat, là nhìn vào những bức tranh này, đọc, repeat, lặp lại. Look, listen and repeat, nhìn vào, nghe, và sau đó tụi con sẽ lặp lại. Cô hấp bạn Phước Hạnh, bây giờ tới bạn Phước Lộc luôn rồi. Con vô lại rồi nè cô ơi. Ủa Lộc, nãy con có nghe cô dặn bài tập về nhà không Lộc? Dạ có. Rồi, vậy biết là bài tập về nhà phải làm cái gì rồi đúng không? Dạ, ghi kẻ mấy cái khung cho mọi ghi mấy cái nội dung ở trên đó cô. Right. Page 18, Unit 3. What day is it today? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hello, class. Hello, Miss Kiel. B. What day is it today, class? It's Monday. C. Very good. And what do we have on Mondays? We have English. D. And when is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Page 18. Activity 2. Point at Listen again. Page 18, Unit 3. What day is it today? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hello, class. Hello, Miss Kiel. B. What day is it today, class? It's Monday. C. Very good. And what do we have on Mondays? We have English. D. And when is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Page 18. Activity 2. Point and say. What day is it today? It's Monday. A. Monday. B. Tuesday. C. Wednesday. D. Thursday. E. Friday. F. Saturday. G. Sunday. Meow, meow, meow.
Rồi. Cô nhờ hai bạn sẽ lặp lại repeat and then translate và dịch cái đoạn hội thoại giữa cô với lại cả lớp. Dung and me. Dung and me. Cô em là gì cô? Dung is Miss Hèn, and me is pupil. Mình không có là gì cơ. Rồi Dung. Let's get started. Hello class. Hello Miss Hien. What day is today class? It's Monday. Very, very good. Yung, continue. Very good. Very good. And what do we have on Mondays? Me, we have English. We have English. And when is the next Alice English class? On Wednesday. No, it's on Thursday. Dung, continue. Yeah. That's right. That's right. My it on Tuesday. Great. May repeat Wednesday. 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 Tuesday. Tuesday. Great. Cô bị tắt mic rồi cô. Rồi, ở đây cô sẽ dịch đoạn hội thoại này cho tụi con ha. Bởi vì để mà dịch được đoạn hội thoại này á, thì tụi con cần phải nắm được một số cái cấu trúc câu. Và trong bài này cô cũng sẽ ôn lại cho tụi con và chỉ cho tụi con cái cách để tụi con tạo thành một cái câu hỏi và hoặc là một cái câu trả lời. Rồi thì cô sẽ dịch cho tụi con cái đoạn hội thoại này ha. Xin chào cả lớp. Xin chào Miss Hiền. Hôm nay là thứ mấy? What day is it today? Tụi con lưu ý cho cô cách đọc câu hỏi này. What day is it today? Tụi con sẽ nói qua. Is it? Is it? What day is it today? Class, hôm nay là thứ mấy cả lớp? It's Monday. Hôm nay là thứ hai. Dạ, hôm nay là thứ hai. It's Monday. Very good. And what do we have on Mondays? Rất tốt. Và chúng ta có môn gì vào ngày thứ hai? And what do we have on Mondays? Trong bài này cô cũng sẽ chỉ cho tụi con cách mà để tạo thành một cái câu hỏi như thế này ha. Tụi con sẽ cái cách mà để tụi con hỏi
hôm nay học môn gì? Hôm nay chúng ta học môn gì? Hôm nay bạn học môn gì? Hôm nay cô ấy học môn gì? Hôm nay cậu ấy học môn gì? Hôm nay họ học môn gì? Thì cô cũng sẽ chỉ cho tụi con trong bài này ha. Rồi. We have English. Chúng ta học Anh văn. We have English. Chúng ta học Anh văn. Picture D. And when is the next English class? Và khi nào thì cả lớp có tiết tiếng Anh kế tiếp? Tụi con thấy là the next English là tiết tiếng Anh kế tiếp. The next là kế tiếp. On Wednesday, vào thứ tư, Wednesday. No, it's on Tuesday. Không, nó thì vào thứ ba, it's on Tuesday. That's right, my is on Tuesday. Đúng rồi, my là vào thứ ba, it's on Tuesday. Vậy thì để mở đầu bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho tụi con cái cách để tụi con hỏi và trả lời câu hỏi ngày hôm nay là thứ mấy. Rồi, để hỏi hôm nay là ngày thứ mấy thì tụi con sẽ sử dụng câu hỏi là What day is it today? Và tụi con lưu ý cho cô cách đọc. Tụi con sẽ nói cái phần is, cái phần is it. Tụi con sẽ nói sang ha. What day is it today? Và để trả lời cho câu hỏi này thì tụi con sẽ sử dụng cấu trúc là it is. Tụi con sẽ nói là it is. Là thứ mấy, hôm nay là thứ mấy, it is. Thứ hai thì tụi con sẽ có là Monday. Phần này tụi con ghi bài vào tập ha. Tụi con sẽ gạch ngang ghi unit 3, what day is it today. Sau đó sẽ kẻ cái khung này vào. Ủa cô mình làm trong tập luôn hay là gì cô? Đúng rồi, tụi con sẽ kẻ vào tập, sau đó sẽ điền vào. Cái này mình làm phóng tiệp về ở nhà làm hả cô? Phần này là phần bài học. Phần này là phần bài học. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho tụi con. Cho nên tụi con ghi vô tập. Ghi unit 3, what day is it today? Kẻ cái khung này vào. Rồi, nếu là thứ hai thì bạn nào nhớ, bạn nào biết thứ hai trong tiếng Anh đọc là gì? Dung, nhắc lại cho cô thứ hai trong tiếng Anh. Dạ, cô là Monday. Monday, right. Và tụi con sẽ hay gặp cách viết tắt của thứ hai là mừng. Tụi con sẽ viết chữ mừng, sau đó tụi con sẽ chấm mừng. Đây là cách viết tắt của thứ hai. Tụi con viết đầy đủ là Monday, nhưng viết tắt là mừng. Lưu ý cho cô có dấu chấm ở phía sau ha. Và lưu ý cho cô là khi viết thứ, các cái thứ trong tiếng Anh thì tụi con sẽ phải viết hoa. Monday, tụi con viết hoa chữ cái đầu nè, Monday.
Tương tự với các thứ còn lại là thứ ba, thứ tư thì tụi con cũng sử dụng it is cộng với thứ. Tụi con có Tuesday là thứ ba. Đây là cách viết tắt. Ủa cô ơi, có ghi cái chữ viết tắt không cô? Có, tụi con sẽ ghi viết tắt vào ha. Đây là chữ đầy đủ. Còn đây là chữ viết tắt. Thứ tư tụi con sẽ có là Wednesday. Và thứ tư tụi con lưu ý cho cô là sẽ đọc là Wednesday. Nhiều bạn cô nghe đọc là Wednesday nhưng mà không, chưa đúng, tụi con đọc là Wednesday. Có một cái âm xì. Wednesday. Tuesday. Mi con nói Mi. Con làm mà cô. Làm. Má con hơi lét giọng, cô hơi khàn khàn nên con hóc ra vô lại nha cô. Con mới nghe hơi khàn khàn thôi đúng không? Không, con nãy giờ má con lét. Rồi vậy con thoát ra đi rồi vô lại. Dạ cô. Rồi, tụi con lưu ý cho cô cách đọc ha. Tuesday, Wednesday. Thứ năm tụi con sẽ có là Thursday. Thứ năm là Thursday. It is Thursday. Thứ sáu tụi con sẽ có là Friday. Thứ bảy là Saturday. Tụi con sẽ có chủ nhật là Sunday. Cô nhờ một bạn nhắc lại cho cô ha. Dung, con nhắc lại cho cô. Cô nói gì cô? Cô em hay từ dung mà tại bên trời em đang mưa cô. What day is it today? Bên con cũng đang mua nên không nghe gì hết đó cô ơi. Bởi vì hai nhà tụi con cũng sát bên nhau rồi cô ơi. What day is it today? What day is it today? It is Monday. Tuesday. 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 Wednesday. When day. It is Thursday.
Friday. 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 It is Saturday. It is Sunday. Right. Vậy về nhà tụi con sẽ học cho cô cách hỏi và trả lời các thứ trong tuần. Thì ở tiết sau, cô sẽ hướng dẫn cho tụi con cách đặt câu hỏi, cách đặt và trả lời những cái câu hỏi thông dụng trong bài này. Thì trước hết là tụi con sẽ học lại cách hỏi và trả lời về các thứ trong tuần, cách viết, cách đọc của các thứ trong tuần, và làm bài tập về nhà cho cô. Rồi tiết sau lớp mình sẽ tiếp tục. Cô sẽ hướng dẫn cho tụi con cách đặt câu hỏi, cách trả lời những cái câu hỏi thông dụng trong bài này. Tụi con đã ghi bài vô xong hết chưa? Lộc, con ghi bài xong chưa Lộc? Dạ rồi. Dung, con ghi bài xong chưa Dung? Dạ chưa. Thịnh, con ghi bài xong chưa Thịnh? Dạ chưa cô. My, con xong chưa My? Dạ xong rồi. Rồi, vậy tụi con, bạn nào viết xong rồi thì có thể tan học ha. Còn bạn nào viết chưa xong thì ở lại lớp viết cho xong. Goodbye me and Lộc. See you later. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Em xong rồi cô ơi. Rồi bạn nào tan học xong thì có thể tan học. Goodbye Dung. See you later. Goodbye. See you later. Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye teacher. See you later.